Rồi, xin chào bạn con. À, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nhau một cái bài tập liên quan đến đường trung tuyến trong tam giác. Nhưng ở đây nó là tam giác đặc biệt, đó là tam giác cân. Thế tam giác cân thì đường trung tuyến nó cũng sẽ trở lên đặc biệt, được không nào? Tam giác cân lên đường trung tuyến kẻ từ cái đỉnh A xuống cái cạnh đáy BC nó cũng sẽ là một đường đặc biệt. Mà đường đặc biệt ấy ở đây người ta bắt chứng minh rằng đường trung tuyến ấy cũng chính là đường phân giác, cũng chính là đường cao kẻ từ A và rồi nó lại còn cũng là đường trung trực của cạnh đáy BC nữa cơ được không nào đấy đặc biệt chưa thế thì trước khi đi vào làm bài chúng ta sẽ nhắc lại với nhau một số cái kiến thức mà chúng ta cần nhớ mà nó xuất hiện trong đề bài thì chúng ta làm bài nó mới dễ được không cân tam giác cân tại A thì sao đấy nha nhắc nhẹ với đây chúng ta cần nhớ với nhau những cái gì cân ở A thì sẽ suy ra là AB bằng AC và suy ra góc B bằng góc C. Hai cạnh bằng nhau là theo định nghĩa tam giác cân. Còn hai góc ở đáy bằng nhau là theo tính chất của tam giác cân. Được chưa nào? Còn con phải nhớ nhá, tam giác cân là mình có những điều đó và được sử dụng. Hai tam giác cân là có hai cạnh bên bằng nhau, hai góc ở đáy bằng nhau. Rồi chúng ta cần xem cái gì nữa? Đường trung tuyến là cái gì? mới học về lớp 7 thì những cái thứ này là cứ nhắc lại cho nó nhớ chứ còn khi chúng ta lên lớp 8 lớp 9 rồi thì thôi không ai nhắc trung tuyến là gì nữa cả nhá trung tuyến là gì trung tuyến là nối từ đỉnh nối từ đỉnh tới trung điểm của cạnh đối diện trung điểm của cạnh đối diện đấy nhắc nhẹ với nhau như thế cho nó nhớ thì cái AM chính là trung tuyến M là trung điểm của BC trung điểm của cạnh đối diện mà. Ok chưa? Thế đường phân giác là gì? Thì chúng ta cũng nhắc vào đây cái phần giác. Bởi vì đây là mấy đường của lớp 7 mà. Thì mình đang học lớp 7 là mình phải nhắc vào đây. Nhá. Bài tập về đường trung tuyến lớp 7. Chứ còn lên lớp 8, lớp 9 rồi thì không ai nhắc mấy cái này làm gì nữa. Đúng không? Phân giác là gì? Phân giác là chia góc thành hai phần bằng nhau. Phải nhắc thế để tí nữa còn biết mà chứng minh chứ Muốn chứng minh AM là phân giác Thì chúng ta phải đi chứng minh cho thầy A1 với A2 Là hai góc bằng nhau Thì nó sẽ là phân giác Đúng chưa? Thế rồi gì? Là đường cao À đường cao là cái gì? Đường cao Của tam giác ABC Đó là gì? Kẻ vuông góc Kẻ vuông góc Từ đỉnh Xuống cạnh đối diện xuống cạnh đối diện. Như vậy muốn chứng minh vuông góc thì chúng ta phải chứng minh à, muốn chứng minh đường cao, muốn chứng minh đường cao thì chúng ta phải chứng minh vuông góc này này. Phải chứng minh 90 độ ở đấy thì nó mới là đường cao. Đúng không nào? Rồi tiếp tục. Cái gì? Đường trung trực. Đây này, khái niệm này đường trung trực thì mình sẽ ghi vào đây. Đường trung trực là cái gì? Đường trung trực của BC là là đường gì? Là là đường mà vuông góc với BC. Thì ký hiệu nhá, vuông góc. Ký hiệu tắt này. Vuông góc với BC tại trung điểm. Tại trung điểm của BC. Thì như vậy người ta gọi là đường trung trực của BC. Đấy, bây giờ sau khi nhắc hết rồi thì chúng ta mới đi vào bài. Được không nào? Đấy, có năm cái ý nhỏ nhỏ trong một cái bài rất đơn giản thôi. Bây giờ bắt đầu lời giải. Nào, bây giờ chúng ta có cái gì? Chúng ta có tam giác cân này và chúng ta có đường trung tuyến. Bây giờ chúng ta cần chứng minh là phân giác. Chứng minh hai góc bằng nhau. Vậy thì cái tư duy hình học lớp 7 thầy đã nhắc từ kỳ 1 rồi là gì? Muốn chứng minh hai góc bằng nhau thì chúng ta sẽ gắn nó vào hai tam giác bằng nhau. Thì hiển nhiên ở đây bọn con sẽ nhìn thấy là tam giác abm và acm hai tam giác này nó bằng nhau vì sao bởi vì nó có trường hợp là cạnh góc cạnh đây, đúng chưa cạnh góc cạnh nhá vào việc luôn xét hai tam giác xét hai tam giác đó là tam giác abm và tam giác acm có cái gì đây có hai chấm ab bằng ac giải thích do tam giác abc cân ở a xong có góc b bằng góc c cũng là do tam giác abc cân ở a rồi có bm bằng cm do giả thiết giả thiết là mình cho trung tuyến mà giả thiết là có trung tuyến có trung tuyến nên sẽ có trung điểm mà có trung điểm tức là có hai đoạn bằng nhau Vậy chúng ta có 3 điều kiện rồi Chúng ta suy ra tam giác ABM Bằng với tam giác ACM Trường hợp cạnh góc cạnh Cạnh góc cạnh Rồi hai tam giác bằng nhau Thì chúng ta suy ra cho thầy điều đầu tiên Đó là góc A1 Bằng góc C1 Góc tương ứng Thế thôi A1 bằng C1 Sao A1 bằng C1? Trời ơi, viết cái gì vậy ta? A1 bằng A2 Đây này, cái góc A1 này bằng góc A2 này <laughs> Tự dưng viết A1 bằng C1 A1 bằng A2 Đấy, được chưa? Thế thì thêm cái điều kiện là AM nằm giữa Nằm giữa AB và AC Do nó là trung tuyến mà, thì nó nằm giữa lên chúng ta suy ra kết luận AM chính là phân giác chính là phân giác của góc BAC xong một ý phân giác nhá xong ý phân giác thế bây giờ đến ý đường cao đường cao thì ta sẽ giải thích thế nào viết thằng này dấu sao là vì tam giác ABM bằng tam giác ACM chứng minh trên chứng minh trên suy ra góc AMB góc nhá bằng AMC đây này góc này này bằng góc này này mở ngoặc góc tương ứng góc tương ứng mà 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 góc AMB cộng với góc AMC thì lại bằng 180 độ mở ngoặc hai góc kề bù. Đúng chưa? Hai góc kề bù. Tổng hai góc này nó ra cái góc bẹt là BMC thì nó trăm 180. Thế ta nhìn kỹ này. Hai góc bằng nhau mà tổng lại bằng 180. Thế thì sao? Thì mỗi góc bằng một nửa. Suy ra góc AMB bằng với góc AMC và bằng 90 độ. Còn nhớ nhá, hai cái bằng nhau mà tổng lại bằng 180 thì mỗi cái là một nửa còn gì nữa? thì là 90 độ. 90 độ thì ta suy ra AM vuông góc với BC. Vậy suy ra AM chính là đường cao từ A của tam giác ABC. đúng chưa? thì nó vuông góc thì nó là đường cao chứ sao rồi cái ý thứ ba bây giờ chúng ta sẽ trình bày ý thứ ba lên đây xóa cái đề bài đi viết một câu nữa thôi là xong nha yeah. viết một câu nữa thôi là xong đây ý thứ ba dấu sao à, theo hai ý trước theo hai ý trước hai chấm mà theo một ý trước thôi chứ nhỉ hai ý trước nào Chúng ta là theo đề bài ấy, theo ý trước thôi nhá các con nhá, theo ý trước. Thì ta có cái gì nào? Ta có M là trung điểm của BC. Cái này là do giả thiết. Rồi chúng ta lại có AM thì vuông góc viết hẳn bằng lời ta nhá. AM thì vuông góc BC tại M vuông góc tại trung điểm của đoạn BC thì từ hai điều này suy ra AM chính là đường trung trực đường trung trực của tam giác AC đường trung trực của của đoạn BC xong hết đấy kết thúc cái chứng minh đường trung trực Được không nào cái đoạn nhắc nhắc này là thì có từ đầu video rồi xóa đi cho nó đẹp cái bảng ba cái ý chứng minh đây trung trực phân giác đường cao được không nào quên cái gì thì nói thầy thì tìm video thầy vứt vào phần bình luận cho mà xem